mày có bao giờ nghĩ việc mình đang làm là đúng hay sai không? Mày sợ đúng không? Không. Tao thích cái cảm giác đó. Kéo cái gì vậy tao? Sao? Bị hiếp hả? Mấy thằng. Để không còn là con mồi cho bọn khốn nạn ở ngoài đó nữa, thì chúng ta phải luyện tập và phải mạnh hơn lũ đàn ông. Con có muốn thay đổi điều đó không Bi? Hại cho điên. Một thằng tàn nhẫn, thâm hiểm và cực kỳ máu lạnh. Cùng ba thằng đàn em của nó. Bốn đứa này là bộ tứ giang hồ, tung hoành khắp các nơi. Không biết bao nhiêu đứa con gái đã bị hại với thằng chó này. Phải để cho cái lũ khốn nạn đó hiểu được nỗi đau của chị em. Đứa con gái mà sống vô đây đốt luôn chỗ này của tao. Biết hả? Mày phải lựa chọn. Một là cùng tao kết thúc vụ này, hai là phải chạy trốn cả đời. Cuộc đời đâu có cho mình lựa chọn, mà chính số phận lựa chọn mình. Tao đã chờ cái ngày này suốt 5 năm rồi.